Đấy, đấy, nó đã mất máu rồi. Xin thôi mất rồi. Đấm xin thôi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, tôi bắn hỗ trợ, tôi bắn hỗ trợ. Ừ rồi, đấm 2600 cái. Ê, tao không nhìn thấy nó đâu, nhưng tao đấm kiểu, kiểu cho mày đỡ buồn nhá. Hôm nay Su ra cho em bắn cung này. Đâu? Mày đâu? Em bên dưới này, đối diện anh này. Tao sẽ chả thấy mày đâu luôn đấy. Trẻ lực. Ở đây. Ôi! Đi mẹ con đu xong rồi. Không rồi. Đâu xong rồi. Ở đâu đâu, vẫn đấy. Ờ, vẫn đấm đi, ra đấm đi, ra đấm đi, xem mất nó. Ôi! Ok. Ờ, đấm đi em vào. Ơ, nhảy xuống làm gì? Về thì thằng... Nhờ mới về đúng chiếc nhà. Non nhắm mày. Thôi cũng ăn được của nó 6-700 máu rồi em ơi, thế là được rồi. Nói Chino rồi à. Cứu, cứu Chino rồi anh em. Thu ra cu kìa, thu rồi kìa. Chino đâu mẹ rồi. Cứu, cứu Chino trên, trên tảng bóng đá anh. Con ơi, con ra ngoài này uống, nhanh. Từ từ gã con ta đang uống nước. Ơ nó lại kẹt, nó lại kẹt ở mỏm đá kìa. Ừ, ta cứu đi, ta cứu đi, ta cứu đi anh. Cái nhỏ hư thì bắn lại bắn được một máu. Bình thường bắn nó cũng một máu thôi. Á đổ bây giờ. Sợ nó hư là nó vỡ luôn. Vỡ kiểu gì? Cái bắn hư suốt. Tôi bắn được cả nhà ơi. Nhìn này. Ừ, để tao cũng ra đấm nhá, anh em mình ra đấm đi. Nhưng mà tao sợ nó đang êm vào Shinono ấy. Ơ, Onu cứ bắn đi cho nó êm vào Onu. Mày có thể nó quay mặt đâu chút vào đây không? Không, không, nó quay mặt ra em. Rồi, 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 cứ để im nhá, để im nhá. Giữ vững tiến trình nhá. Ok, đứng yên, đấm được không? Di chuyển luôn. Ừ, đừng, đừng bắn nữa đây mà, xem có đấm được không vậy mà. Ờ, đấm được, đấm được, đấm được. Ôi, em gây nhiều đau lắm cả nhà ơi. Ừ, anh đấm được vào cánh không? Anh đấm được vào cánh của em ơi. Anh mất. Ôi, nuôi đừng có đấm hết, hết, hết thể lực. Cứ đấm gần hết thì lại đấm tiếp. Không sao cả nhà ơi, em xịt cũng đau lắm. Ừ, bọn anh cũng đấm nó đau lắm. Nhìn máu nhảy liên tục à. Nó bơn mà anh. Đừng có đấm, để mình vội. Mày vứt ở đây tao bắt nó. Có 19 quả thôi á. Ôi, để em bắt cho. 19 quả thì bắt theo gì. Tao có 3 quả, ờ tao có 71 quả. Không, tổng cả 19 của mày vào là 71 đấy. Ui. Bây giờ chắc tầm nửa tiếng, tầm 15 phút nữa là mình mới đấm xong con này. Có đây, có đừng có ấn vào. Quái đói rồi, từ từ em cho quái ăn mất anh ơi. Thôi đừng cho nó ăn em ơi, nó không phải ăn đâu. Việc của nó là bắn. Như đánh bóp ngoài đời luôn. Hết tí nhá đâu, nó thoát ra một phát, bạn lấy thì lăn. Ăn cứt luôn. Con ơi. Cô không ngồi ở đây nữa đâu nha. Thoải mái ở đây, không mở hết đạn. Tôi sắp xuống máu số lẻ kìa bạn ơi, sắp xuống 3 số rồi.
Thì tích vãi lồn luôn. Anh Sinono bay hẳn lên trời đấm rồi, bắt đầu khi công đấm rồi à? Ờ đúng rồi. Anh Sinono mẹ bay rời đấm à? Đến giai đoạn dùng khí công này. Vãi lồn. Thế mà nãy giờ mình cứ... ba số thế nào, nhìn ba số quá nè, hạnh phúc cái nào. Rồi tí mắt thì 1% nhờ. Lú cái đầu luôn. 100 cao ấy, em được chứ em bắt vượt cấp 20 level là chỉ có 0.34% thôi. Ừ. Đây là 0.05 này. 1%. Quả đỏ. Đấy chắc là nay mày rơi vào đâu, còn đây là rơi vào cánh. Rơi vào đất thì có. Ờ đúng, rơi vào đất này nào ấy. Mất cả đất luôn mà. Giờ ai mất đây, ai cũng không tìm ra mất kia nó mất nha. Thôi, mọi người thích bắt thì để mọi người bắt đi. Để bắt tao đúc con nóc trước đi. Em định đúc nóc mà. Nhà ai em chẳng có thể phi hả? Đúc. Về tao đúc ba con nóc, anh em cưới. Thế Zen Phi là con nào nhỉ? Thế Zen Phi là con ta con chim cánh cụt đấy. Chim cánh cụt mà bay được ấy. Không toàn thế. Thế nào theo cả nhà muốn dừng bảo em nhá. Ừ. Rồi em cứ thổi trên mẹ đi. Xuống con xuống có 150 đi dừng nhá. Rồi con này. Không sợ sợ cái đáp đốt của thằng Odu ấy. Cái map núi lửa. Ừ. Đây là ông bắt hay là ông để ra? Bắt đấy chứ. Nhưng mà giá tôi cuối cùng vẫn phải làm mấy con bay không ạ? Con bay đây, con hồi hạt làm đây. Anh em để bố làm nốt mấy con chạy không ạ? Một con dưới đất, một con bay, một con chạy. Ok, bố xuống, bố xuống. Ban đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng mà sau cùng mẹ tôi thấy dùng bay luôn cho tiện. Không, nó bay chậm lắm. Có những con nó chạy dưới đất chạy nhanh lắm. Dạ tôi hiểu, thực ra tôi thấy nó không chậm lắm. Con bay bay ấy. Ôi, con đang Odu mặt bắt đầu có ấy rồi đấy. Có hiệu mày đó đấy. Bây giờ thử đá, bây giờ thử đấy, thỉnh thoảng bắn nó phát nổ một đống đá. Từ từ đá, 1, 2, 3 mới chạy đấy. Chạy phát xe bồi nhá. Chạy phát xe bồi nhá. 1, 2, 3. Phát xe bồi mà. Chỗ ông có con voi ma bút nào? Nhanh hơn thật. Nhanh hơn vãi cả lúa. Ừ, công nhận nhanh hơn. Đây là tôi còn chưa dùng kỹ năng ấy nhá. Thôi rồi. Đây là tôi còn... Ông đất map. Thì vẫn cần một con trên một con dưới. Ừ nhưng mà thực ra tôi nó chỉ có 5 slot để mình cầm trên người thôi đó. Ừ một con bay một con chạy là được. Nhưng mà tôi thích cầm một con để kiểu đỡ tốn slot để còn đi bắt ấy. Rồi. Không, bắt được thoải mái mà. Ơ? Ừ, ông cứ bắt thôi, ông cứ bắt nó cứ vào nó tự vào túi ấy. À nó sẽ không thoải mái. Ừ nó không vào đấy đâu. Vãi cứt, để bây giờ tôi biết đấy. Tôi cứ tưởng là hết. Ừ bắt slot là hết. Luôn. Đánh đập xuống 50 máu. Nó bắt đại ca luôn á. Ờ hiểu, tức là nói chung là vì không có trên người nó sẽ vào ban cái pan box. Ok hiểu rồi. Ừ đúng rồi. Ừ đúng đập xuống một máu nhỉ. Trên người hết slot rồi thì hết full slot 5 con rồi thì nó sẽ bay vào pan box. Đấy thế thì cầm mẹ cái chỗ này theo người 5 con hơn nhỉ. Ừ đấy, cầm theo người 5 con đấy, một con trên trời một con dưới đất. Với cả mấy con để búp biết các thứ đúng không? Ừ. Kéo vẽ. Hợp lý. Em bắt rồi biết đấy. Tao sợ nó nhảy xuống nó bắn tao ấy. Tầm 5 máu anh ạ. Thế lại thế cầm rồi. cầm nhiều cho cái. Cứ đập đi. Nhưng mà ông cầm như thế ông phải mở khóa kỹ năng của từng con cơ. Từng không phải con nào cũng bay được đâu, không phải con nào cũng cưỡi được đâu. À không đúng rồi. Thì rồi cứ từ từ hiểu mà. Thì vấn đề là cầm quan trọng cầm những con là ví dụ nó tăng cái weight của mình ấy, cầm nhiều đồ hơn chẳng hạn ấy. Rồi. Rồi thôi để nhảy. Mấy con lucky ông có dùng không? Ủa không, 0.7% không nhận bóng đỏ em ơi. Đang tìm hiểu game ấy. Tôi vẫn chưa biết gì. Không nhận bóng đỏ. Ông nhận, tôi bảo ông xuống room tôi tí đâu. Em hỏi chuyện đi. Nó không nhận bóng đỏ đâu. Ở dưới này, có room ở dưới này. Thôi tao có mấy quả bóng tím này, 1% mà. 6% mà. Có
Ui, mẹ. Còn 13 quả. Các anh có đang ở nhà không? Mất rồi, tôi không cầm được bóng. Tôi xuống giúp dưới cái đó. Mọi người cứ bắt nhau tụi ao game ra nhanh vào lại. Thôi tôi xuống ngay, tôi xuống ngay, tôi xuống ngay. Ok. Ôi, con này nó cứ bị bug à. Tí nhanh ơi. Nếu mà không bắt được thì đợi em vào xem nào. Nhanh. Ôi, vẫn bug. Bug gì á? Không bắt được ấy. Đợi chút. Anh em còn 5 quả ạ. Đây rồi. Ừ, đợi anh ném rốt. Đâu có Onu ném, vẫn bị à. Từ Onu ơi, còn 3 quả nữa. Cố lên. Bắt đi anh ơi. Này, một phát nữa này. Ui. Rồi bắt đi Onu ơi, đây đúc quả này bắt đi à. Cố dùng bóng đỏ này, em spam bóng đỏ luôn này. Rồi, ném nó đi, hết rồi. Em bóng đỏ em spam mà. Mà bóng đỏ không ném được, anh hết bóng để bắt được nó rồi. Hay là bây giờ bọn mày câu rồi anh về anh làm bóng. Làm đi anh. Không, nó spawn ở chỗ cũ. Rồi, cứ hâu hâu nó đấy cho nó hồi máu một tí cũng được em ơi. Nó đi em đi rồi, cố lên Sino ơi. Sino đừng bắn nó là được. Ừ, cứ chạy thôi, nhảy ở cái vách đá mà tôi bạn hay nhảy ấy. Phải cứt rồi. Trời ơi, không lẽ phải giết. Đừng có giết. Cứ chạy đi. Tôi qua tới nơi rồi. Nó nhìn tôi á. Ừ, nó nhìn Onu. Đừng chạy đấy, Onu ơi, đừng chạy. Em đến xem với cả một bác. Em sợ nó hồi máu ấy. Đây, nó đâu ấy. Đằng xoay bên kia anh ơi. Từ anh để tay không á, bỏ cái khẩu súng anh để tay không á. Sau lưng. Đâu rồi? Nó đi lên dốc bên phải đấy chưa? Bên trái. Chưa? À rồi. Xuống thú. Chích. Ở đâu đừng xuống. Thu phục nó. 1, 2, 3. Nó định dùng skin anh à? Ui, bắc. Ui, 4. 5. 6. Lẹ lên. 7. Ôi. Đầu tim ấy nhở? 9. Ai để biết 6% ăn được nhưng mà nhiều lúc 100 quả vẫn chưa bắt được ấy. Đây rồi. Đèo nhảy rồi. 10. Không sao, bình tĩnh anh ơi. Dục tốc bất đạt. Ôi, mẹ vẫn bị à. Ơ, ai nói? Dục tốc bất đạt. Vãi đấy. Không, đúng là vãi đấy. Mẹ phải đi đá ngay lập tức. Vãi đấy, xem nó level bao nhiêu ấy.